Sau hơn một năm chờ đợi, phần 2 của bộ phim cổ trang Trường Tương Tư đã chính thức ra mắt khán giả vào ngày 8 tháng 7 với tổng cộng 23 tập. Với sức ảnh hưởng từ phần 1, Trường Tương Tư 2 đã có hơn 9,5 triệu lượt đặt xem trước trên nền tảng Tencent. Trên các diễn đàn mê phim Hoa ngữ, khán giả sôi nổi bàn tán về nội dung phim và dàn diễn viên chính, từ đó giúp nhiệt độ phim tăng chóng mặt. Chỉ sau 13 phút, phim cán mốc 22.000 điểm nhiệt trên nền tảng Tencent và cũng nhanh chóng đạt 28.000 điểm nhiệt khoảng sau 2 giờ phát sóng. Trường Tương Tư phần 2 tập trung khai thác sâu các mối quan hệ phức tạp của Tiểu Yêu và các nhân vật nam xuất hiện trong cuộc đời cô. Cùng với những tình tiết mới, những biến cố trong cuộc đời giúp Tiểu Yêu trưởng thành hơn. Sau khi xem những tập đầu tiên, khán giả nhận xét Tiểu Yêu có nhiều thay đổi so với phần 1. Nàng trở về với thân phận lá ngọc cành vàng, trải qua nhiều tổn thương Tiểu Yêu lạnh lùng và cứng rắn hơn. Sau đó, khi gặp lại Đồ Sơn Cảnh, hai người vẫn còn tình cảm nhưng lại bị cách trở bởi thân phận và trách nhiệm. Ngay khi Trường Tương Tư phần 2 lên sóng, câu hỏi rằng rốt cuộc nhân vật nào mới là nam chính thật sự trong Trường Tương Tư lại trở thành chủ đề nóng, được nhiều người quan tâm thảo luận. Thật ra nếu bạn đã đọc nguyên tác Trường Tương Tư của Đồng Hoa hoặc xem phần 1 của phim thì ít nhiều cũng có đáp án cho riêng mình. Có người cho rằng đó là Thương Huyền, người thì chọn Đồ Sơn Cảnh, người lại muốn đó là Tương Liễu. Hãy cùng Cbiz Phim phân tích sâu hơn về 3 nhân vật nam trong Trường Tương Tư và đưa ra câu trả lời nhé! Thương Huyền, Trương Vãn Ý. Về thân phận gia thế, Thương Huyền là con trai của Xương Ý và Xương Phó, ông nội là Tây Viêm Vương còn bà nội là Luy Tổ. Tức Thương Huyền là con cháu dòng chính của Hoàng thất Tây Viêm, mang trong mình dòng máu chính thống cao quý. Đồng thời, theo như trong phim mẹ ruột của Tiểu Yêu có thân phận là đồ đệ của Luy Tổ, được bà xem như con ruột và cũng được xem như là vương cơ của Tây Viêm. Vậy nên có thể xem Thương Huyền và Tiểu Yêu là anh em bên họ ngoại. Vì mất cha mẹ từ nhỏ, Thương Huyền luôn bị các huynh đệ của các thúc bá khác bắt nạt, chỉ có Tiểu Yêu là luôn sẵn sàng yêu thương và bảo vệ hắn từ khi còn nhỏ. Xuyên suốt trong cả truyện và phim thì Thương Huyền chính là nhân vật được xuất hiện nhiều nhất và chiếm vị trí quan trọng nhất trong lòng Tiểu Yêu. Tiểu Yêu có thể hy sinh sự tự do, kìm nén bản tính của mình, thậm chí là hy sinh cả tính mạng của bản thân chỉ vì Thương Huyền. Hai người là thanh mai trúc mã, có thể nói trên đời này Thương Huyền chỉ có người thân tin tưởng nhất là Tiểu Yêu và Tiểu Yêu cũng vậy. Đến nỗi hoàng đế cũng từng nói thế giới của hai người, đến ông cũng không thể xen vào được. Thương Huyền rất yêu Tiểu Yêu, nhưng chàng cũng yêu quyền lực tối cao. Những gì chàng làm từ tranh giành quyền lực thống trị đất nước, ngồi lên ngai vàng hay nỗ lực gây dựng cho quốc thái dân an không chỉ vì tham vọng của bản thân mà còn vì để cho Tiểu Yêu một cuộc sống yên bình. Nhưng sau tất cả, Thương Huyền vì quyền lực mà đã từ từ đẩy Tiểu Yêu ra xa, lợi dụng nàng để xây dựng sự nghiệp của mình. Không chỉ vậy, Thương Huyền còn nhẫn tâm hại Đồ Sơn Cảnh khiến Tiểu Yêu tuyệt vọng muốn tự sát. Trong quá trình này, Thương Huyền cũng biết bản thân không có tư cách để có được tình yêu của Tiểu Yêu nữa rồi. Tình cảm Tiểu Yêu dành cho Thương Huyền trước sau vẫn chỉ là tình nghĩa anh em, thân như da thịt, gắn bó như tay chân. Không hoa khi nói rằng, trong lòng nàng nếu Thương Huyền đứng nhì, thì cả Cảnh và Tương Liễu đều không ai có thể đặt ở vị trí đầu tiên. Đó cũng là lý do mà khi biết Thương Huyền là người đứng phía sau hãm hại Cảnh, cô vẫn không thể xuống tay với y. Chỉ đành lựa chọn cái chết để không thẹn với người đàn ông đã yêu thương cô hơn tất cả đó. Bởi chính vì họ quá thân thiết như thế, nên ngay từ đầu Thương Huyền đã thất bại. Mấy ai có thể quay đầu để yêu một người mà lâu nay vẫn xem như anh em ruột thịt. Trong lòng Tiểu Yêu, Thương Huyền chính là người thân quan trọng nhất, thậm chí còn quan trọng hơn cả Cảnh. Thế nhưng đáng buồn thay, đó lại không phải tình yêu. Nếu để định nghĩa nam chính là người xuất hiện nhiều nhất, có ảnh hưởng tới cốt truyện nhất, có liên quan đến nữ chính nhiều nhất thì Thương Huyền chính là nam chính. Chuyện miêu tả rất rõ ràng từ tâm lý, nỗi khổ của Thương Huyền quá là hoàn mỹ. Thế nhưng, muốn ngồi trên ngai vàng thì phải chịu đựng được sức nặng của nó, và đương nhiên cũng phải hy sinh một số thứ của bản thân. Và thứ mà Thương Huyền đã đánh mất chính là muội muội Tiểu Yêu, cũng chính là tình yêu, là báu vật vô giá nhất ở trong lòng chàng. Đối với nhân vật này, dường như tất cả mọi người ngầm thừa nhận chàng là nam chính của truyện. Và tình yêu của chàng đối với Tiểu Yêu cũng giống như cái tên Trường Tương Tư vậy. Thương Huyền đối với Tiểu Yêu tương tư cả đời, cầu mà không được, chỉ có thể đặt hình bóng của nàng ở trong tim. Đồ Sơn Cảnh, Đặng Vi. Đồ Sơn Cảnh là nhị thiếu chủ của gia tộc Đồ Sơn giàu ngang một nước, nổi danh thiên hạ với biệt hiệu Thanh Khâu Công Tử. Thế nhưng vì những âm mưu của đại thiếu chủ Đồ Sơn Hầu, cuộc đời chàng từ thiên đàng rơi xuống địa ngục. Nhưng nhờ gặp được Tiểu Yêu mà cuộc đời của Cảnh đã được cứu rỗi. Thế nhưng, Tiểu Yêu không phải là một nữ nhân bình thường. Nàng sinh ra đã là vương cơ cao quý, lại bị đày đọa cả trăm năm, lang bạt khắp nơi, không người thân thích, nỗ lực giành giật sự sống cho chính mình. Mấy trăm năm lang bạc,
tất cả những người thân yêu lần lượt từ bỏ nàng mà đi. Nàng là thần tộc có thể sống rất lâu, nhưng những con người phàm dù gắn bó đến đâu rồi nàng cũng phải từ biệt họ. Bởi vậy trong thế giới của tiểu yêu, duyên phận dường như chỉ là làn nước mỏng, chỉ có thể cảm nhận, không thể nắm giữ. Trong dòng chảy khôn ngừng của cuộc đời, nàng vẫn chỉ là nàng, một cánh nhạn mỏng manh muốn phiêu bạt khắp nơi cho đến khi gặp được Cảnh. Ban đầu là tiểu yêu cứu Cảnh trước, nhưng thật ra sự xuất hiện của Cảnh cũng đã cứu rỗi sưởi ấm băng giá của tiểu yêu, để nàng cảm nhận được sự ấm áp và chân thành. Để nàng biết thì ra trên thế gian này vẫn có một người như thế, có thể vì nàng từ bỏ tất cả, và có lẽ ngay từ thời đó, nàng đã chọn lựa chàng trai này giữa muôn trùng sóng bể rồi. Cảnh khi còn là thập nhất có lẽ là người tiểu yêu yêu nhất. Ấn tượng đầu tiên về chàng trai này là rất lương thiện. Dù bị tra tấn đến thoi thóp, chịu đựng biết bao giày vò khổ sở có thể bức điên bất kỳ ai, Cảnh vẫn giữ được sự lương thiện và sẵn sàng hy sinh vì tiểu yêu. Sự cố chấp, hiền lành và cả vị tha đến mức đôi lúc phải thốt lên rằng sao thật thất thể khờ đến thế. Trước khi tiểu yêu có những cảm xúc dao động đầu tiên với Tương Liễu, lòng nàng đã gọi tên Cảnh. Biết bao lần nàng tự nói với bản thân mình rằng không được xa vào sự dịu dàng của Cảnh. Cuộc đời tiểu yêu mông lung và mất mát quá nhiều, nàng bất an, nàng lo sợ nếu chìm đắm trong sự bảo vệ đó, đến một ngày không còn Cảnh nữa thì nàng sẽ mất đi mục đích sống. Thế nên khi tưởng rằng Cảnh đã chết, tiểu yêu thậm chí đã nghĩ đến ý niệm tự sát, không còn ai cho ta ý niệm kéo dài sinh mệnh này nữa rồi. Thế nhưng khi nghĩ Tương Liễu mất đi, nàng chỉ gằn lòng và khóc một trận chết đi sống lại. Đó chính là sự khác biệt lớn nhất của về vị trí của hai người trong lòng nàng. Từ đầu đến cuối, Thương Huyền luôn chọn quyền lực, Tương Liễu chọn trách nhiệm còn Cảnh chọn tiểu yêu. Bởi vậy nếu xét trên khía cạnh nam chính là người đi đến kết chuyện với nữ chính, thì nam chính chân chính của cuộc đời nữ chính trong trường tương tư chính là Đồ Sơn Cảnh. Cửu mệnh Tương Liễu, đàn kiện thứ. Về thân thế, nguồn gốc, Tương Liễu vốn là một yêu quái vốn không cha không mẹ, không anh em, tứ cố vô thân, bốn biển là nhà. Y không gốc gác, không ràng buộc, cũng không có thứ gọi là quê hương. Không ai biết khi nào y đến, chẳng ai biết lúc nào y rời đi, chẳng ai rõ đâu là điểm yếu của y và cũng chẳng có mối nào đe dọa nào với quyền lực. Chính vì điều đó, Thương Huyền ban đầu mới là muốn chiêu mộ Tương Liễu chứ không phải đồ sát hay tiêu diệt. Với Tương Liễu mà nói, đây là một nhân vật khá đặc biệt. Rất nhiều người cho rằng Tương Liễu lẽ ra phải là nam chính. Ở con người này xuất hiện một chút ngang tàng, ngạo nghễ, nhưng đôi mắt lại lấp lánh đau thương. Mỗi việc, mỗi hành động anh ta làm đều là vì tiểu yêu, thế nhưng lại chưa bao giờ thật sự muốn đến gần nàng. Tương Liễu có gánh nặng và trách nhiệm quá nhiều, tiểu yêu cũng thế. Vậy nên ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, cả hai đã xác định cho bản thân một ranh giới không thể vượt qua. Cho dù rất nhiều lần, tưởng như chỉ còn thiếu một bước nữa là chạm vào tay nhau, nhưng phần lý trí dường như lúc nào cũng thắng thế trong con người Tương Liễu. Thậm chí đến phút cuối cùng, anh ta cũng tuyệt tình không muốn tiểu yêu biết tình cảm của mình. Trong chuyện, cả Đồ Sơn Cảnh và Thương Huyền đều bày tỏ với tiểu yêu. Nhưng Tương Liễu thì chưa từng thổ lộ một lần, và tiểu yêu trong chuyện cũng đã có lần từng mập mờ bày tỏ với Tương Liễu, cũng như chờ mong Tương Liễu thổ lộ với mình. Các chi tiết thể hiện rõ nhất tình yêu của tiểu yêu đối với Tương Liễu là dùng hình ảnh ngôi nhà của nữ giao nhân và nam giao nhân để ám chỉ với hàm ý rất rõ ràng. Hay tiểu yêu mong gặp được Tương Liễu sớm hơn để ngăn hắn không gặp được công cộng, tặng hắn một đời bình yên. Đây là lời tỏ tình chân thành nhất của tiểu yêu dành cho Tương Liễu rồi. Hay tình tiết chúng cổ độc tình nhân chỉ không phản phệ và được cấy khi hai người đều có tình cảm với nhau. Cả tiểu yêu và Tương Liễu đều sống tốt mấy chục năm trời trong khi cổ độc ở trong người họ. Điều này chứng tỏ cả hai người họ đều có tình cảm với nhau. Về tình cảm của Tương Liễu thì quá rõ ràng rồi. Hắn cứu tiểu yêu ba lần, cướp dâu để giải thoát nàng khỏi mối hôn nhân chính trị, dạy nàng tự bảo vệ bản thân, vì nàng mà không màng hy sinh, sắp đặt tất cả tương lai bình an nhất cho nàng. Nhưng giữa hai người lại có quá nhiều sự ngăn cách. Và Tương Liễu hiểu điều đó nên chàng khi thấy tình cảm của tiểu yêu, sự bày tỏ của tiểu yêu đều vừa đi, coi như không thấy. Chàng quyết định cho số phận của mình là chết ở trên chiến trường. Bởi vậy chàng không bao giờ thổ lộ tình cảm với tiểu yêu, thậm chí thể hiện sự lợi dụng, tính toán với nàng để nàng rời xa mình. Hành động của Tương Liễu, vô tình thay, lại khiến anh ghi được dấu ấn sâu đậm trong lòng người đọc. Không hoa khi nói rằng Tương Liễu không có được trái tim tiểu yêu không phải vì anh ta không thể, mà là chính anh đã quá hiểu ước nguyện của tiểu yêu. Nên anh đã chọn thà tự bỏ lỡ mất tình yêu dành cho tiểu yêu chứ không muốn nàng phải đau khổ về sau. Để nói rằng nam chính là nhân vật được yêu thích nhất, được mong muốn thành đôi với nữ chính nhất, hy sinh nhiều nhất và si tình nhất, thì đó chính là Tương Liễu nam chính trong lòng của nhiều khán giả. Còn bạn thì sao? Bạn đã xem Trường Tương Tư chưa? Đâu là nam chính trong lòng của bạn?
hãy chia sẻ với mọi người ở dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. See you!